Chú, what's up? Chào mừng 500 anh em đã quay trở lại với Cá Heo Nè, và mình là Cá Heo. Anh em thân mến, thì hôm nay mời anh em cùng chiêm ngưỡng và theo dõi một cái đội hình huyền thoại không vào top là không về nha mọi người. Đội hình gì thì mọi người coi cái thumbnail với lại coi cái hình ảnh nội dung tiêu đề cũng đã rõ rồi. Và đối với cái đội hình này thì mọi người lưu ý là mình dùng chiến thuật bán máu và tranh giành giật đồ. Những cái đồ nào mà tiện lợi, những cái đồ nào mà hiệu quả nhất cho cái đội hình của mình và cái vị tướng chủ chốt nha mọi người. Tại vì công sức mình bán máu thì mình phải cố gắng giành được những cái đồ đúng với cái đội hình mình mong muốn. Khi chính trong cái đội hình này đó chính là Koki. Đấy, bên cạnh Koki thì chúng ta có vị tăng phụ trợ là đấy, Gna xuất hiện rồi vẹt. Mà xui cho cái đội hình hôm nay là nói chung là con vẹt nó ra chưa có được 2 sao, tuy nhiên thì tới phút thứ 30 nó đã ra được 2 sao. Đấy, mọi người cùng xem và chiêm ngưỡng cái đội hình trong tối ngày hôm nay nha mọi người ơi. Hơi bị đẳng cấp leo rank luôn nha. Ok. Yeah.
Thank you.